kỳ án về Tiểu Hoa, nữ gia sư vào cạm bẫy của kẻ biến thái. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế kỷ, kênh thường xuyên giới thiệu về những vụ án trên thế giới. Nếu bạn thấy thích video này, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Tiểu Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng núi tỉnh Quý Châu. Cuộc sống tại nơi đây luôn gắn liền với những khó khăn và thiếu thốn về kinh tế. Bố của Hoa là lao động chính trong nhà, nhưng không may, ông đã gặp tai nạn sập hầm mỏ một năm trước, khiến cho gia đình càng rơi vào tình trạng bế tắc. Bố mất khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt dồn lên vai người mẹ. Còn Hoa vừa trúng tuyển vào trường đại học tại thành phố Quý Dương. Việc Hoa theo học đại học là niềm hy vọng duy nhất để cả gia đình có thể vươn lên thoát nghèo. Nhập học chưa lâu, Tiểu Hoa đã bắt đầu nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập để hỗ trợ kinh tế cho gia đình, vừa trang trải cho cuộc sống sinh viên. Vì theo học chuyên ngành toán, Hoa cho rằng làm gia sư sẽ là lựa chọn tốt nhất, vừa giúp cô duy trì được việc học, vừa kiếm thêm tiền để gửi về quê. Cô tân sinh viên này luôn tìm kiếm các tin giao vặt từ bảng tin trường đến các mẫu quảng cáo trên báo với hy vọng sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2008, một buổi sáng như bao buổi khác, Tiểu Hoa vừa kết thúc buổi học và đang trên đường từ giảng đường trở về ký túc xá. Trong đầu cô lúc này vẫn trăn trở việc tìm việc làm thêm. Đột nhiên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiếp cận cô. Anh ta tự giới thiệu là Trần và ngỏ ý muốn tìm một gia sư dạy toán cho con gái mình. Đứa trẻ hiện đang học lớp 2 và Trần nói rằng anh rất cần tìm người có chuyên môn để giúp con gái cải thiện việc học. Cơ hội công việc bất ngờ đến như một điều may mắn mà Hoa không ngờ tới. Chưa đi tìm việc mà việc đã tự tìm đến, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trần nói qua về công việc và đề cập đến mức lương khá ổn, đủ để Hoa có thể vừa làm vừa học mà không quá áp lực về tài chính. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, thì cả hai trao đổi số điện thoại để liên lạc sau. Khi quay lại ký túc xá, trong lòng Hoa tràn đầy hy vọng. Đây có thể là giải pháp giúp cô không chỉ vượt qua khó khăn tài chính, mà còn tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng giao tiếp và giảng dạy. Niềm tin vào tương lai dường như đang trở nên sáng sủa hơn khi cô nghĩ rằng mình có thể vừa học, vừa làm để phụ giúp gia đình. Những suy nghĩ tích cực tràn ngập trong tâm trí của cô gái trẻ, nhưng điều mà Hoa không hề ngờ tới là phía sau lời mời đó ẩn giấu một cái bẫy đáng sợ. Với tâm lý phấn khởi, Hoa không chút nghi ngờ hay lo lắng về những điều sắp xảy ra. Sự nhẹ dạ của một cô gái trẻ mới bước chân vào đời đã khiến cho cô không nhận ra dấu hiệu nguy hiểm từ người đàn ông lạ mặt kia. Niềm vui vì công việc mới đã làm Hoa quên mất sự thận trọng, dẫn cô bước vào một con đường mà cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp phải trong đời. Vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2008, theo đúng lịch hẹn, Tiểu Hoa mang trong mình niềm hy vọng về công việc gia sư mà Trần đã đề nghị. Hắn hẹn cô ở một quán cà phê nhỏ gần ga tàu để trao đổi chi tiết về công việc. Khi đến nơi, Hoa gặp Trần, người đàn ông tỏ ra rất lịch sự và hòa nhã, khiến cho cô cảm thấy an tâm. Cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên, Trần nói về con gái mình đang học lớp 2 và mô tả những khó khăn mà cô bé đang gặp phải trong việc học toán. Hắn nhấn mạnh rằng việc tìm được một gia sư tốt là rất quan trọng và khen ngợi Hoa vì có kiến thức vững vàng. Hoa, dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng trước lời khen của Trần, cô cảm thấy tự tin hơn. Cuộc trò chuyện không có gì khác lạ, mọi thứ vẫn rất đúng với những gì Hoa mong đợi từ một buổi phỏng vấn việc làm. Trần nói về mức lương hấp dẫn và đề nghị cô có thể bắt đầu dạy thử, càng sớm càng tốt. Hoa càng ngày càng cảm thấy mình may mắn khi gặp được cơ hội tốt ngay từ khi chưa kịp đi tìm việc. Sau một thời gian nói chuyện, Trần tỏ ra hơi bận rộn và ngỏ ý mời Hoa đến một nơi yên tĩnh hơn để có thể trao đổi chi tiết hơn. Hắn nói rằng, khách sạn gần đó là nơi thích hợp để tránh sự ồn ào từ quán cà phê đông đúc. Ban đầu, Hoa có chút chần chừ, nhưng trước vẻ ngoài lịch lãm và lời nói thuyết phục của Trần, cô đồng ý họ cùng nhau rời quán cà phê và đi đến một khách sạn cách đó không xa. Khi bước vào phòng khách sạn, thì không khí có chút căng thẳng, nhưng Hoa không nhận ra điều gì bất thường. Cô nghĩ rằng đây chỉ là một buổi trao đổi công việc bình thường. Tuy nhiên, khi cánh cửa phòng vừa khép lại, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Trần bất ngờ tỏ ra hung hãn
và ép Hoa vào tình thế không thể kháng cự. Hắn ta đã lộ rõ bản chất của một kẻ tội phạm đầy mưu mô, không chút do dự thực hiện hành vi cưỡng bức cô. Tiểu Hoa hoảng sợ và cố gắng chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Sau khi cưỡng bức cô, Trần đã không dừng lại mà tiếp tục lấy túi sách của Hoa, lục soát và cướp đi số tiền ít ỏi mà cô mang theo. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn lấy thẻ ATM của Hoa, ép cô phải tiết lộ mật khẩu, nếu không sẽ tung những bức ảnh khỏa thân mà hắn ta đã chụp cô trong lúc cưỡng bức lên mạng. Sự đe dọa tàn nhẫn của Trần khiến Hoa hoàn toàn suy sụp. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cung cấp mật khẩu cho hắn. Số tiền trong thẻ của Tiểu Hoa lên đến 30.000 nhân dân tệ, số tiền mà bố cô đã nhận được từ vụ tai nạn lao động. Đây là khoản tiền đền bù duy nhất mà bố cô để lại cho cô tiếp tục con đường học vấn. Toàn bộ số tiền ấy giờ đã rơi vào tay Trần. Sau khi lấy hết tài sản, hắn ta bỏ đi để lại Hoa trong căn phòng khách sạn với nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng. Sau khi trở về ký túc xá, Tiểu Hoa chìm đắm trong nỗi sợ hãi và xấu hổ. Cô không dám báo cáo sự việc với cảnh sát, lo lắng về những lời đe dọa của kẻ tội phạm và sợ rằng danh dự của mình sẽ bị hủy hoại nếu mọi người biết chuyện. Tâm lý yếu đuối và sự tuyệt vọng khiến cho Hoa chỉ dám thổ lộ với vài người bạn thân trong phòng. Cô hy vọng câu chuyện đau lòng sẽ được giấu kín mãi mãi. Tuy nhiên, một trong những người bạn của cô không thể làm ngơ trước nỗi đau và sự bất công mà Hoa phải chịu, đã quyết định báo cáo sự việc với nữ giám thị ký túc xá. Người giám thị, một phụ nữ nghiêm khắc nhưng đầy lòng trắc ẩn, không thể đứng yên trước tình huống này. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, bà kiên quyết yêu cầu Hoa phải trình bày lại toàn bộ chi tiết. Hoa ban đầu rất do dự, sợ hãi không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với pháp luật và sự chú ý của mọi người hay không. Nhưng trước sự cương quyết và cảm thông của nữ giám thị, cô cuối cùng cũng kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra, từ khi gặp Trần cho đến khi bị hắn tấn công trong khách sạn. Nữ giám thị ngay lập tức thông báo cho ban quản lý nhà trường. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, nhà trường đã nhanh chóng chuyển vụ việc lên cơ quan công an. Chính tại thời điểm này, cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra ban đầu. Họ bắt đầu với việc thu thập bằng chứng từ khách sạn nơi vụ việc xảy ra. Nhờ vào hệ thống camera an ninh, cảnh sát đã có trong tay những hình ảnh quan trọng. Camera ghi lại rõ ràng thời điểm Trần và Tiểu Hoa bước vào khách sạn lúc 21 giờ 10 phút ngày 13 tháng 10 năm 2008. Qua video, cảnh sát xác định Trần là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m7, tóc ngắn, dáng người trung bình. Đây là manh mối quan trọng đầu tiên giúp cơ quan điều tra hình dung rõ hơn về nghi phạm. Từ đoạn video, cảnh sát cũng thu thập được một chi tiết quan trọng. Trần đã sử dụng chứng minh thư của một người phụ nữ mang họ Tiêu để đăng ký phòng tại khách sạn. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng hắn ta có thể đang dùng giấy tờ giả hoặc mượn giấy tờ của người khác để che giấu danh tính. Cơ quan điều tra đã lập tức tra cứu thông tin trong hệ thống quản lý dân cư và phát hiện chủ nhân của chứng minh thư này là một giáo viên cấp 2, đã mất giấy tờ vài tháng trước. Người phụ nữ này sau đó được xác minh không có liên quan đến vụ án, nhưng việc nghi phạm sử dụng chứng minh thư của cô là một dấu hiệu cho thấy hắn ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một manh mối khác cũng nhanh chóng được cảnh sát tập trung khai thác. Đó là số điện thoại mà Trần đã dùng để liên lạc với Hoa. Số điện thoại này là đầu mối quan trọng vì nó có thể giúp cảnh sát lần theo dấu vết của nghi phạm. Tuy nhiên, khi cảnh sát gọi đến số này, người bắt máy lại là một phụ nữ, không phải Trần. Người phụ nữ này cho biết rằng cô làm nghề massage và vừa mới nhận được chiếc SIM điện thoại từ một khách hàng quen cách đó vài ngày. Sau khi nhận SIM thì cô không còn gặp lại người khách này nữa. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, một sự thật kinh hoàng dần được hé lộ. Cảnh sát bắt đầu nhận thấy rằng vụ án của Tiểu Hoa không phải là một trường hợp đơn lẻ. Thông qua việc mở rộng điều tra về những trường hợp tương tự, họ phát hiện ra trước khi Hoa bị hại, đã có ít nhất hai nạn nhân khác cũng rơi vào cái bẫy tương tự của Trần. Nạn nhân đầu tiên là Tiểu Lệ, là một nữ sinh viên năm nhất cùng khoa với Tiểu Hoa. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2008,
Chỉ 2 ngày trước khi Hoa gặp Trần, Lệ đã trải qua một kịch bản tương tự. Cô cũng bị Trần tiếp cận với lời mời làm gia sư cho con gái. Hắn ta dụ cô đến khách sạn với lý do dạy thử một buổi. Không ngờ, ngay khi bước chân vào căn phòng kín, Lệ đã bị hắn cưỡng bức. Sau khi thỏa mãn hành vi đổi bại, Trần cướp đi điện thoại Nokia của cô và vài trăm nhân dân tệ. Hắn còn đe dọa sẽ tung những bức ảnh khỏa thân của Lệ lên mạng nếu cô không chuyển tiền cho hắn. Nhưng khác với Hoa, Lệ không có thẻ ngân hàng, nên cô phải nộp tiền mặt cho Trần. Hắn ta lấy số tiền ít ỏi từ cô và biến mất. Tuy nhiên, Lệ đã bị ám ảnh nặng nề bởi sự đe dọa của hắn, khiến cho cô không dám kể với ai và giữ bí mật trong suốt thời gian đó. Thông qua lời khai của Tiểu Lệ, cảnh sát đã mở rộng điều tra và tìm ra thêm một nạn nhân khác. Đó là Trương, sinh viên năm nhất cùng trường, cũng bị Trần tấn công chỉ một tuần trước khi hắn gặp Tiểu Hoa. Trương, 18 tuổi, là một cô gái trẻ với nhiều hoài bão về tương lai. Cô cũng bị lừa bởi chiêu trò tìm gia sư và bị ép buộc vào khách sạn. Tại đây, Trần đã thực hiện hành vi cưỡng bức cô và cướp đi tài sản. Giống như Tiểu Lệ và Hoa, Trương cũng bị đe dọa bằng cách sử dụng những bức ảnh khỏa thân làm công cụ tống tiền. Hắn bắt cô chuyển tiền vào tài khoản mà hắn chỉ định. Nếu không, sẽ phá hủy cuộc đời cô bằng cách công khai những hình ảnh nhạy cảm đó. Dựa trên thông tin từ hệ thống ngân hàng, tài khoản mà nghi phạm yêu cầu Trương chuyển tiền có chủ nhân là một phụ nữ họ Mân ở quận Bạch Vân. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ này có thể là người thân hoặc đồng phạm của Trần. Tuy nhiên, sau khi điều tra, họ phát hiện ra cô cũng là một nạn nhân khác của hắn và không hề có liên quan đến vụ việc. Các nạn nhân như Tiểu Lệ và Trương đều mang trong mình nỗi sợ hãi, xấu hổ và cảm giác bị bẽ bảng, khiến cho họ không dám tố cáo ngay lập tức. Chỉ khi cảnh sát chủ động tiếp cận, sự thật mới dần dần lộ diện. Với lời khai của cả ba nạn nhân Hoa, Lệ và Trương, cảnh sát đã có thêm một bức tranh rõ ràng hơn về phương thức hoạt động của kẻ tội phạm. Hắn tiếp cận những nữ sinh viên trẻ, lợi dụng mong muốn kiếm tiền làm gia sư của họ, sau đó dụ họ vào khách sạn, cưỡng bức và cướp tài sản, cuối cùng đe dọa tung ảnh khỏa thân để tống tiền. Cả ba cô gái đều không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác mà còn bị tổn thương sâu sắc về tinh thần. Những lời đe dọa của Trần trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, như chiếc vòng luẩn quẩn giam cầm họ trong sợ hãi và tuyệt vọng. Kẻ tội phạm không chỉ cướp đi tài sản mà còn tước đoạt cả sự tự tin, lòng tự trọng và cuộc sống bình yên của họ. Đối với Tiểu Hoa, cảm giác tội lỗi và nhục nhã đè nặng lên tâm trí cô. Từng đêm cô không thể ngủ yên, ám ảnh về những gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn hôm đó. Cô luôn lo sợ rằng hình ảnh khỏa thân của mình sẽ bị phát tán trên mạng, làm hủy hoại cuộc sống của mình mãi mãi. Trong khi đó, Trương, cô gái trẻ nhất trong ba nạn nhân, lại đối mặt với nỗi đau của tuổi trẻ bị xâm phạm khi mới 18 tuổi. Cô gái vừa mới bước chân vào cuộc sống đại học đầy mơ mộng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã tan vỡ. Trương bị Trần cưỡng bức và cướp đi niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống. Tâm lý của cả ba nạn nhân đều chịu đựng sức ép khủng khiếp từ nỗi sợ bị xã hội đánh giá, từ cảm giác bị bỏ rơi và từ sự xấu hổ không thể chia sẻ với gia đình. Đối với họ, việc tố cáo không chỉ đơn giản là đòi lại công lý mà còn là đối diện với những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Sự việc của Tiểu Hoa, Tiểu Lệ và Trương chỉ được cảnh sát khám phá khi một trong những bạn cùng phòng của Hoa quyết định kể lại sự việc cho giám thị ký túc xá. Nếu không có hành động dũng cảm đó, có lẽ vụ việc sẽ mãi mãi chìm trong im lặng. Cuộc điều tra dần hé lộ bản chất thật sự của nghi phạm, là một kẻ không chỉ cưỡng bức, cướp tài sản mà còn thực hiện hành vi tống tiền các nạn nhân. Dựa trên các manh mối thu thập được, bao gồm hình ảnh từ camera an ninh tại khách sạn và các máy rút tiền ATM, cảnh sát xác định nghi phạm thường hoạt động trong khu vực quận Bạch Vân. Hắn ta liên tục rút tiền tại các cây ATM trong khu vực này, đồng thời thường xuyên lui tới các tụ điểm giải trí, đặc biệt là các quán massage. Những điều tra viên nhận định rằng Trần đang cần một khoản tiền lớn và có thể đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính. Hắn ta dường như không chỉ muốn cướp tài sản từ nạn nhân, mà còn có thói quen sử dụng số tiền đó để giải trí, thường xuyên lui tới các điểm massage và quán karaoke. Với nhận định trên, cảnh sát lập kế hoạch cẩn trọng, huy động lực lượng trải rộng tại các tụ điểm giải trí ở quận Bạch Vân. Họ không chỉ theo dõi các quán massage
mà còn kiểm tra chặt chẽ các cây ATM, nơi mà nghi phạm có thể tiếp tục rút tiền từ tài khoản của các nạn nhân khác. Mỗi tụ điểm trong khu vực đều bị giám sát chặt chẽ, nhưng việc truy bắt Trần không hề dễ dàng. Hắn là một kẻ rất cẩn trọng, liên tục thay đổi hành vi và tránh để lại dấu vết. Mỗi lần xuất hiện, Trần luôn chọn những nơi đông người, khó theo dõi và chỉ lưu lại trong thời gian ngắn, khiến cho việc lần theo dấu vết của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Ngày qua ngày, lực lượng cảnh sát phải chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau túc trực tại các điểm tình nghi. Dù đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng suốt hơn một tuần, Trần vẫn như bóng ma biến mất giữa phố thị đông đúc. Sự căng thẳng trong quá trình săn lùng tên tội phạm càng lúc càng gia tăng, bởi cảnh sát nhận định rằng nếu không bắt giữ sớm, rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây ra thêm nhiều tội ác mới. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi căng thẳng, vào tối ngày 27 tháng 10 năm 2008, bước đột phá trong cuộc điều tra đã xảy ra. Một trong các nhóm trinh sát báo cáo phát hiện Trần vừa bước chân vào một quán massage tại quận Bạch Vân. Ngay lập tức, các lực lượng cảnh sát được điều động để bao vây khu vực này. Các trinh sát di chuyển một cách bí mật và kín đáo, chờ thời điểm thích hợp để tóm gọn nghi phạm mà không gây hoảng loạn hay để hắn có cơ hội tẩu thoát. Khoảng 30 phút sau khi hắn vào quán massage, lực lượng cảnh sát tiến hành đột kích. Trần, khi bị bắt giữ, đã hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản ứng. Hắn bị khống chế nhanh chóng và không có cơ hội chạy thoát. Sau nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng nghi phạm đã xa lưới pháp luật. Khi bị áp giải về đồn cảnh sát, Trần tỏ ra rất bình tĩnh, như thể hắn đã quen với cuộc sống tội phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian thẩm vấn, cảnh sát nhanh chóng xác nhận danh tính của hắn, tên là Triệu Quân Chi, một kẻ đã có tiền án tiền sự và hiện đang bị truy nã vì tội cướp giật ở tỉnh Hồ Nam. Theo lời khai của Triệu Quân Chi sau khi bị bắt giữ, hắn cưỡng bức các cô gái không phải chỉ vì vấn đề tài chính, mà còn vì cảm giác quyền lực và thỏa mãn những ham muốn lệch lạc của bản thân. Chi thú nhận rằng khi lừa các cô gái vào khách sạn, việc cưỡng bức và đe dọa họ cho hắn cảm giác kiểm soát tuyệt đối, một thứ quyền lực khiến cho hắn thỏa mãn trong cả tâm lý lẫn thể xác. Chi còn thừa nhận rằng do cuộc sống bế tắc và áp lực tài chính, hắn ta tìm kiếm những nạn nhân yếu đuối, dễ bị tổn thương như các nữ sinh viên, những người thường không có kinh nghiệm đối phó với các tình huống nguy hiểm. Sau khi lừa họ vào khách sạn, hắn ta sử dụng phương thức cưỡng bức, cướp tài sản và chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân như một cách để trấn áp tinh thần họ, buộc họ phải im lặng vì sợ bị bêu xấu hoặc trả thù. Trong lời khai, Chi nói rằng sự thỏa mãn không chỉ đến từ hành vi tội ác, mà còn từ cảm giác vượt qua pháp luật, vì hắn luôn nghĩ mình có thể che giấu được danh tính và không bị bắt. Điều này càng khiến hắn ta táo bạo và lấn sâu vào chuỗi hành vi tội phạm. Sự việc này đã khép lại một cuộc truy lùng căng thẳng với sự tham gia của nhiều lực lượng cảnh sát từ các quận khác nhau. Trần không chỉ là kẻ tội phạm với chuỗi vụ cưỡng bức, cướp tài sản và tống tiền, mà còn là một tên cướp giật nguy hiểm đang lẩn trốn sự truy nã từ nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, việc bắt giữ Trần không đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả. Qua quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện rằng hắn đã gây ra tổng cộng 6 vụ cưỡng bức trong vòng 2 tháng vừa qua, nhưng chỉ có 3 nạn nhân dám lên tiếng. Cơ quan điều tra tin rằng còn ít nhất 3 nạn nhân khác chưa dám báo cáo vì sợ hãi hoặc vì những lý do cá nhân. Tại phiên tòa xét xử Triệu Quân Chi, hắn ta không còn giữ được vẻ tự tin như khi bị bắt. Đứng trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, Triệu cúi đầu thừa nhận tất cả những hành vi phạm tội mà hắn đã thực hiện. Tòa án tuyên phạt Triệu mức án cao nhất cho những tội danh hắn gây ra. Hắn phải chịu hình phạt tù dài hạn, trả giá cho những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân. Vụ án khép lại với sự hài lòng phần nào từ phía cảnh sát và công lý đã được thực thi. Triệu Quân Chi đã phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình. Tuy nhiên, đối với các nạn nhân như Tiểu Hoa, Tiểu Lệ và Trương, nỗi ám ảnh vẫn còn đó, không dễ gì xóa bỏ. Dù kẻ tội phạm đã bị đưa ra trước vành móng ngựa, nhưng những ký ức đau đớn mà các cô gái phải trải qua sẽ không bao giờ biến mất. Những đêm mất ngủ, những khoảnh khắc sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong khách sạn, những ám ảnh về việc bị đe dọa bằng hình ảnh khỏa thân, tất cả đều sẽ còn đọng lại trong lòng các cô gái,
làm họ khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Đặc biệt, đối với Tiểu Hoa, người đã mất đi khoản tiền đền bù quan trọng của gia đình, cuộc sống sau này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Số tiền gần 30.000 nhân dân tệ bị Triệu cướp đi chính là toàn bộ số tiền mà bố cô đã để lại sau tai nạn lao động, với hy vọng con gái có thể tiếp tục con đường học hành. Việc mất số tiền ấy khiến Hoa không chỉ mất đi nguồn tài chính quan trọng mà còn cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Dù kẻ tội phạm đã bị trừng trị, nhưng việc phục hồi cả về tâm lý lẫn cuộc sống cá nhân đối với Hoa sẽ còn là một hành trình dài, đầy khó khăn. Với Tiểu Lệ và Trương, cả hai cô gái đều phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Họ đã bị tổn thương về lòng tự trọng, về niềm tin vào bản thân và xã hội xung quanh. Những kẻ như Triệu Quân Chi không chỉ lấy đi tiền bạc, mà còn tước đoạt sự ngây thơ, niềm tin vào con người và đôi khi cả tương lai của các nạn nhân. Dù họ may mắn hơn những nạn nhân khác khi đã dám đứng lên tố cáo, nhưng hậu quả mà các cô phải gánh chịu vẫn là rất lớn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.